Xin chào các em. Chúng ta sẽ bắt đầu tiết học với cái hình thức mới, đó là qua video clip theo chương trình trực tuyến trên kênh YouTube của trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, quận 11. Và bài học hôm nay của chúng ta là bài 19, Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn năm 1418 năm 1427. Để bắt đầu tiết học hôm nay thì cô cần các em chuẩn bị tai nghe để chúng ta có thể nghe tập trung hơn. Sách giáo khoa lịch sử lớp 7, tập ghi bài học mà các em đang sử dụng ở trường, các em nhé. Trước khi bắt đầu phần tiếp theo của bài 19, thì cô có phần kiểm tra bài cũ với 5 câu hỏi điền thuyết trên màn hình. Sau khi hoàn thành 5 câu hỏi này là chúng ta đã ôn lại được kiến thức chúng ta đã được học của phần 1. Bài 19, Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn năm 1418-1427. Phần 1 là thời kỳ ở miền Tây Thanh Hóa từ năm 1418 đến năm 1423. Trên màn hình là 5 câu hỏi để chúng ta ôn lại cái bài đã được học ở tiết 1. Câu 1, sự kiện mở đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là Hội Thề Lĩnh Nhai. Câu 2, năm 1418, Lê Lợi tự xưng Bình Định Vương, tức cờ khởi nghĩa. Câu 3, căn cứ Lam Sơn có vị trí là nơi tiếp giáp giữa miền núi và đồng bằng. Câu 4, Lê Lai đã hy sinh cứu nguy cho lực lượng nghĩa quân. Và câu 5, hai bên tạm hòa hoãn vào năm 1423. Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành phần kiểm tra bài cũ và kiến thức của tiết thứ nhất bài 19. Phần 1, thời kỳ ở miền Tây Thanh Hóa, từ năm 1418 đến năm 1423. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 của bài nhé. Phần 2, giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc năm 1424, năm 1426. Bài này chúng ta sẽ có 3 nội dung. Nội dung đầu tiên là một nhỏ. Giải phóng Nghệ An năm 1424. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình giải phóng Nghệ An của Nguyễn Xuân Lam Sơn trong năm 1424. Đây là bức tranh cho chúng ta nhớ về cái vùng núi rừng miền Tây Thanh Hóa là nơi đã nổ ra cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vào năm 1418 khi Lê Lợi chính thức bất ngờ khởi nghĩa, tự xưng là Bình Định Vương. Giai đoạn năm 1418-1423 là thời kỳ nghĩa quân Lam Sơn hoạt động ở khu vực này. Với bức tranh vừa rồi thì đã gợi ý giúp chúng ta có câu trả lời một cách dễ dàng là giai đoạn 1418-1423 là thời kỳ nghĩa quân Lam Sơn hoạt động ở vùng núi rừng miền Tây Thanh Hóa. Hoạt động chủ yếu của Nguyễn Quân Lam Sơn trong thời kỳ ở miền Tây Thanh Hóa là gì? Đó là 3 lần rút lên núi Chí Linh khi bị quân Minh tấn công. Trong cái tình hình của Nguyễn Quân Lam Sơn trong những lúc bị bao vây ở núi Chí Linh như thế nào? Đó là những tháng ngày rất khó khăn, gian khổ, thiếu đói lương thực trầm trọng. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ trong 5 năm đầu tiên sau khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chính thức bùng nổ vào năm 1418, thì năm năm từ 1418 đến 1423, hoạt động của Nguyễn Quân Lam Sơn chủ yếu là 3 lần rút lên núi Chí Linh. Mỗi khi bị quân Minh kéo tới tấn công vào căn cứ Lam Sơn, là Nghĩa quân lại rời khỏi căn cứ để rút lên cố thủ ở núi Chí Linh. Và những tháng ngày cố thủ trên núi Chí Linh là những tháng ngày vô cùng gian khổ của Nguyễn Xuân Lam Sơn. Thời tiết khí hậu khắc nghiệt, lương thực thiếu thốn, đã có những lúc chủ tướng Lê Lợi phải cho giết chẳng voi chiến ngựa chiến để mà nuôi quân. Và trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo mà Nguyễn Trãi đã viết sau này để tổng kết lại cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đã có những cái câu viết về những khó khăn gian khổ này của Nguyễn Xuân Lam Sơn. Nhắc lại cái nội dung bài học ở trước trước
là để các em có thể hiểu được một kế hoạch rất quan trọng trong cái giai đoạn trước nay của cuộc khởi nghĩa, là kế hoạch do Nguyễn Chức đã đề ra. Thì Nguyễn Chức đã đề ra kế hoạch gì? Nguyễn Chức đề nghị tạm rời núi rừng Thanh Hóa, chuyển quân vào Nghệ An. Nghệ An là vùng đất như thế nào mà được Nguyễn Chức lựa chọn làm nơi chuyển quân? Nghệ An là vùng đồng bằng rất rộng, người đông và cũng có địa thế rất hiểm yếu. Và đây là bức tranh minh họa cho chúng ta thấy Nguyễn Chức cùng với chủ tướng Lê Lợi và những người trong ban chỉ huy của cuộc khởi nghĩa xem xét địa hình, phân tích thuận lợi, khó khăn, đặc điểm của vùng rừng núi cũng như vùng đồng bằng để có thể thực hiện cái kế hoạch chuyển quân rời khỏi núi rừng Thanh Hóa để về vùng đồng bằng Nghệ An. Chúng ta sẽ xem xét hai bức tranh về hai vùng địa hình khác nhau để từ đó có cái sự so sánh là ở mỗi nơi với đặc điểm của địa hình thì nó sẽ có những khó khăn gì và những thuận lợi gì. Thì đây là bức hình về vùng núi rừng Thanh Hóa. Chúng ta có thể thấy địa thế rất hiểm trở với núi non trùng điệp, rừng núi treo leo, nó thích hợp cho việc cố thủ nhưng mà lại không thuận lợi cho việc phát triển nguồn nhân lực cho cuộc khởi nghĩa. Còn đây là vùng đồng bằng. Vùng đồng bằng có đặc điểm rất trọng, người đông, kinh tế sung túc, nguồn nhân lực dồi dào, nguồn lương thực dồi dào, rất thuận lợi cho việc phát triển cuộc khởi nghĩa Nam Sơn. Tuy nhiên, cô cũng yêu cầu các em thực hiện câu hỏi thảo luận với hai nội dung. Một, tại sao Nguyễn Chức đề nghị chuyển quân vào Nghệ An? Hai, kế hoạch chuyển quân của Nguyễn Chức đã đem lại kết quả như thế nào cho cuộc khởi nghĩa? Thực hiện cái câu hỏi thảo luận này để có câu trả lời đúng, chính xác, chính là phần đệm để chúng ta tìm hiểu nội dung bài tiếp theo được tốt hơn. Và qua cái phần trả lời này, chúng ta cũng sẽ có cái sự ghi nhận, đánh giá đúng đắn về công lao của Nguyễn Chức, để từ đó chúng ta có sự biết ơn, lòng biết ơn về công lao của Nguyễn Chức đối với cuộc khởi nghĩa Nam Sơn, cũng như là ý nghĩa, hiệu quả sâu sắc của cái kế hoạch chuyển quân do Nguyễn Chức đã đề ra. Mời các em ghi bàn. Nguyễn Chức đề ra kế hoạch chuyển quân về vùng đồng bằng Nghệ An được Lê Lợi đồng ý. Sau khi chuyển quân vào Nghệ An thì Nguyễn quân Lam Sơn đã giành được những thắng lợi nào? Trên màn hình là những bức tranh minh họa cho những cái chiến công đầu tiên vang dội của Nguyễn quân Lam Sơn. 5 năm liền ở vùng núi rừng Thanh Hóa, hoạt động của Nguyễn quân Lam Sơn chỉ là rời khỏi căn cứ và rút lên cố thủ trên núi Chí Linh. Những tháng ngày cố thủ là những tháng ngày vô cùng gian khổ, gian nan của Nguyễn quân Lam Sơn. Thế nhưng, từ khi thực hiện kế hoạch chuyển quân về vùng đồng bằng Nghệ An, được sự giúp sức của nhân dân ở vùng đồng bằng bằng nguồn nhân lực, nguồn lương thực, nguồn kinh tế dồi dào, thì chúng ta thấy Nghĩa quân Lam Sơn đã phát triển lớn mạnh và những chiến công đầu tiên đã diễn ra. Chúng ta thấy khí thế tấn công của Nghĩa quân Lam Sơn trong những trận chiến ấy và thái độ khiếp sợ, sự hoảng sợ của quân Minh. Đó là trận đánh Hạ Thành Trà Lân, trận Bồ Đằng, trận Khả Lưu, trận Bồ Ải mà trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo đã nhắc đến với những câu chữ đầy tự hào. Sau những trận đánh vang dội đó là những vùng đất được Nghĩa quân Lam Sơn giải phóng. Trong năm 1424, Nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng vùng đất rộng lớn Thanh Hóa, Nguyễn Châu, Nghệ An. Mà các em quan sát trên biểu đồ, các em có thể dễ dàng nhận thấy
cái vùng đất được tô màu hồng trên lược đồ đó chính là vùng đất được Nguyễn Xuân Lan Sơn giải phóng trong năm 1424. Mời xem ghi bàn. Nguyễn Xuân Lan Sơn hạ được thành Trà Lân, thắng lớn ở Hỏa Lưu, Bồ Ải và sau đó giải phóng Nghệ An, Diễn Châu, Thanh Hóa. Ở mỗi phần ghi bài học thì cô có một cái gợi ý nhỏ, đó là các em có thể tạm dừng màn hình để chúng ta ghi chép bài được thuận lợi hơn. Nghĩa quân Lam Sơn hạ được thành Trà Lân, thắng lớn ở Hỏa Lưu, Bồ Ải và sau đó giải phóng Nghệ An, Diễn Châu, Thanh Hóa. Như vậy các em thấy những chiến công vang dội sau khi chuyển quân về vùng đồng bằng Nghệ An của Nguyễn Xuân Lan Sơn cũng được nhắc tới trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo với niềm tự hào, đúng không? Đó là những câu. Trận Bồ Đằng sóng tan chớp giật, nguồn Trà Lân rút trẻ qua bay. Sau khi có được vùng đất rộng lớn, Nghệ An, Diễn Châu, Thanh Hóa trong năm 1425, thì thành quả lớn lao tiếp theo của Nghĩa quân Lam Sơn trong năm 1425 đó là giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa. Vị tướng lĩnh được giao trọng trách dẫn quân giải phóng vùng đất Tân Bình, Thuận Hóa trong năm 1425 đó chính là tướng Trần Nguyên Hãn. Cô mời các em ghi bài. Tháng 8 năm 1425, Trần Nguyên Hãn và Lê Ngân được lệnh đem quân giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa. Một lần nữa chúng ta quan sát trên lược đồ, và lần này các em có thể thấy được vùng đất được giải phóng trong năm 1425 là vùng đất Tân Bình, Thuận Hóa, chính là vùng đất được cô đánh dấu bằng cách tô màu vàng trên lược đồ. Như vậy trong năm 1424, Nghĩa quân Lam Sơn giải phóng Thanh Hóa, Diễn Châu, Nghệ An, và trong năm 1425 thì giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa. Có nghĩa là tính đến thời điểm năm 1425 thì cả một vùng đất rộng lớn đã thuộc về Nghĩa quân Lam Sơn, đó là vùng đất bao gồm cả vùng đất được tô màu hồng và vùng đất được tô màu vàng, có nghĩa là từ Thanh Hóa cho đến Thuận Hóa. Thuận Hóa là vùng đất cuối cùng ở phía nam của nước ta lúc bấy giờ, sau Thuận Hóa là giáp với nước Chamba, và vị trí Thuận Hóa tương đương với vị trí đèo Hải Vân thuộc Thừa Thiên Huế ngày nay của nước ta. Cô mời các em ghi bài. Trong 10 tháng, từ tháng 10 năm 1424 đến tháng 8 năm 1425, Nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng và làm chủ một vùng đất rộng lớn từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa. Thuận Hóa tương đương với đèo Hải Vân Huế ngày nay. Có được một vùng đất rộng lớn trong tay như vậy, thì mục tiêu lớn lao tiếp theo của Nghĩa quân Lam Sơn trong năm 1426 là gì? Chúng ta tiếp tục phần 3, tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động vào cuối năm 1426. Tháng 9 năm 1426, Lê Lợi và Bộ Chỉ huy quyết định thực hiện chiến lược gì? Ngay từ cái tiêu đề của phần 3 vừa rồi đã cho chúng ta câu trả lời, đó là quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc. Trên màn hình chúng ta có thể thấy bức tranh minh họa chủ tướng Lê Lợi cùng với những người trong bộ chỉ huy Nguyễn Xuân Lam Sơn đang thực hiện kế hoạch quan trọng, đó là tiến quân ra Bắc để mở rộng phạm vi hoạt động vào cuối năm 1426. Lực lượng Nghĩa quân Lam Sơn khi tiến quân ra Bắc vào cuối năm 1426 thì chia làm 3 đạo quân, và mỗi đạo quân có một nhiệm vụ cụ thể của mình.
hãy nêu nhiệm vụ của từng đạo quân khi tiến ra Bắc. Đạo 1, giải phóng vùng Tây Bắc, ngăn chặn viện binh của giặc từ Vân Nam sang. Đạo 2, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị, chặn đường rút của giặc từ Nghệ An về Đông Quan và ngăn chặn viện binh giặc từ Quảng Tây sang. Đạo 3, tiến thẳng ra Đông Quan. Mời các em quan sát lược đồ hình 41 trong sách giáo khoa, đó là lược đồ đường tiến quân ra Bắc của Nghĩa quân Lam Sơn. Trên lược đồ các em có thể thấy là ba đạo quân Lam Sơn tiến ra Bắc được biểu thị bằng ba mũi tên màu xanh trên lược đồ. Ba mũi tên màu xanh trên lược đồ đó là biểu thị cho ba đạo quân của lực lượng Nghĩa quân Lam Sơn tiến ra Bắc vào cuối năm 1426. Và cô cần các em lưu ý một cái địa danh, đó chính là Đông Quan. Đông Quan là thành lũy của địch, là thành Đông Quan, tức là nơi đóng quân chủ lực của quân Minh và đồng thời cũng là chính quyền đô hộ của nhà Minh ở nước ta lúc bấy giờ. Cô sẽ có một cái lược đồ cụ thể hơn để chúng ta có thể nắm rõ ba đạo quân của Nghĩa quân Lam Sơn khi tiến ra Bắc và nhiệm vụ của mỗi đạo quân là gì trong kế hoạch tiến quân ra Bắc lần này. Đạo quân thứ nhất, tiến ra giải phóng vùng Tây Bắc. Đạo quân thứ hai, tiến ra giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị. Sông Nhị tức là sông Hồng. Các em có thể nhìn thấy dòng chảy của sông Hồng trên lược đồ. Thượng lưu là thượng nguồn, mà hạ lưu tức là hạ nguồn, là nơi chứa dòng chảy của sông Nhị. Sông Nhị tức là sông Hồng. Và đạo quân thứ ba, tiến thẳng ra Đông Quan. Đông Quan là nơi chính quyền đô hộ nhà Minh đang đóng quân tại đó. Mời các em ghi bàn. Tháng 9 năm 1426, Nghĩa quân Lam Sơn chia làm ba đạo tiến ra Bắc. Đạo 1, giải phóng vùng Tây Bắc, ngăn chặn viện binh của giặc từ Vân Nam sang. Đạo 2, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị, chặn đường rút của giặc từ Nghệ An về Đông Quan và ngăn viện binh giặc từ Quảng Tây sang. Đạo 3, tiến thẳng ra Đông Quan. Và ở đây chúng ta sẽ lưu ý về nhiệm vụ chung của cả ba đạo quân, đó là bao vây đồn giặc, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới và chặn đường tiếp viện của quân Minh từ Trung Quốc sang. Ở đây chúng ta sẽ có một cái sự phân tích về nhiệm vụ chung của cả ba đạo quân này. Phải thực hiện nhiệm vụ bao vây đồn giặc, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới và chặn đường tiếp viện của quân Minh từ Trung Quốc sang. Bởi vì chỉ có hoàn thành được cái nhiệm vụ này thì chúng ta mới giành ưu thế, tạo sự lớn mạnh cho lực lượng Nghĩa quân ở miền Bắc, để từ đó có thể mở cuộc tiến công quyết định, lật đổ chính quyền đô hộ của nhà Minh, quét sạch quân Minh xâm lược ra khỏi bờ cõi của đất nước để giành lại nền độc lập cho dân tộc. Và kết quả là Nghĩa quân Lam Sơn đã khiến quân Minh phải rút vào thành Đông Quan cố thủ. Cuộc kháng chiến chuyển sang một cái giai đoạn mới, giai đoạn phản công. Các em lưu ý cái câu cuối của cái phần 2 của bài 19 cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đó là cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn phản công, có nghĩa là lúc này cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã phát triển vươn lên một tầm cao mới, từ một cuộc khởi nghĩa ở vùng núi Trường Thanh Hóa bùng nổ năm 1418, thì đến cái thời điểm này nó đã phát triển trở thành một cuộc kháng chiến vì nền độc lập của dân tộc. Và cuộc kháng chiến này đang chuyển sang một cái giai đoạn mang tính quyết định, là giai đoạn phản công. Và cuộc phản công này
có giành được thắng lợi như mong mọi cửa dân tộc Đại Việt hay không, có đập đổ được chính quyền đô hộ của nhà Minh để giành lại đất nước cho dân tộc Đại Việt hay không, thì đó là nội dung chúng ta sẽ tiếp tục ở tiết học sau các em nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em có một cái tiết học vui vẻ và tiếp thu bài tập thuận lợi. Thân chào các em.